Dạ thưa đại chúng, là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, người xưa thường dùng cái từ là lấy vật đổi vật. Hồi xưa người ta không có xài tiền, người ta lấy cái món hàng gì đó người ta trao đổi với nhau. Ví dụ như nhà mình đó là phát triển về rong biển, thì nhà này có gạo thì mới lấy 1 ký gạo á, đem tới cái nhà kia đổi lấy 2 ký rong biển. Thí dụ vậy đó. Cho nên ngày xưa người ta không chưa có, khi mà thời đại người ta chưa có nghĩ ra được phát triển tiền thì người ta lấy vật đổi vật. Ngày nay á, xã hội văn minh, người ta quy định một giá trị trên một tờ giấy để người ta đổi chác với nhau. Mà vừa lại chúng nghĩ trong cuộc sống này, ngày nào chúng ta cũng có những cái đổi chác. Ví dụ chúng ta lấy công sức của mình ra đi làm cho công ty đó để đổi lấy gì? Đổi lấy đồng tiền. Rồi mình lấy đồng tiền đó đó, mình đi đổi quần áo, đổi vật thực mình sống, có phải không? Rồi thậm chí á, mình lấy tiền, nhưng mà nếu mình có chánh niệm á, thì mình lấy một vật, mình đổi một vật, nhưng mà luôn luôn có tính toán. Ví dụ mình bỏ 10 đồng ra, mình phải mua 10 kg gạo, hoặc là mình đi dò giá 10 đồng của mình mua được cái gì. Ví dụ như bên này 10 đồng mua 10 kg gạo, bên kia 10 đồng mà có 9 kg gạo à, dễ gì mình chịu. Tại luôn luôn mình phải tính, mình bỏ tiền ra mình phải mua cái gì cho nó xứng đáng hoặc là hơn cái mình bỏ, chứ không ai mà lỗ lã hết á. Mình phải tính, nhưng mà cái người bán họ tính hơn mình không? Phải tính hơn chứ. Thành thử ra phải nhớ là mình mua, mình nói trời tôi mua được cái này rẻ lắm nè. Nhưng mà rẻ đối với ai? Đối với mình. Chứ còn thật sự người bán là nhất định phải có lời. Vì chúng nhưng mà chúng ta chấp nhận vì đó là một cái luật bình thường trong cuộc sống. Ngược lại mình cũng thế thôi, mình bán cái gì ra mình cũng có lời, phải không? Cho nên rồi thậm chí lấy tiền đổi tiền có lời không? Có luôn. Thí dụ bây giờ mình lấy tiền Mỹ mình đổi tiền Nhật thì người ta cũng phải tính tiền mình, cái tiền service, tiền gì đó. Thành thử ra một một 100 đô đổi được bao nhiêu tiền Nhật, trong đó người ta phải có lời thì người ta mới làm chứ, phải vậy không? Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta lấy cái này đổi cái kia và luôn luôn có tính toán, đó là chuyện bình thường, không sao hết. Và mình bỏ ra tiền để mình mua hoa à, rồi mình mua một bó hoa tặng ai? Tặng người yêu. Vậy thì lấy tiền mua bó hoa đổi bó hoa, lấy bó hoa đổi một nụ cười, lấy bó hoa để đổi một lời xin lỗi, để đổi lời cái sự tha thứ. Thậm chí mình mua một hộp bánh làm quà, đổi lấy một tình cảm, đổi lấy một cái sự giao tiếp, đó rất bình thường trong cuộc sống. Và Phật giáo, Đức Chư Tổ đã thấy cái đó, cho nên cũng hướng dẫn chúng ta dẫn cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết lấy cái này đổi cái khác, nhưng mà đổi một cách chánh niệm chứ không phải là không chánh niệm. Ví dụ như có nhiều người, người ta lấy tiền người ta đi mua cái vật gì đó để người ta sống ăn cho nó tốt. Có người cũng lấy tiền nhưng mà đổi lại một bao thuốc lá. Mua bao thuốc lá đó vậy làm gì? Nám phổi chơi. Vậy thì mình đâu có chánh niệm, phải không? Rồi ngược lại mình buồn, có nhiều người ta buồn cái ta biết kiếm cái gì để đổi cái buồn đó đi. À, ta chuyển cái buồn đó thành cái vui, cái ta đi chùa, ta nghe pháp, ta tu. Cho nên thậm chí có nhiều người nói cái anh đó tu gì thất tình, nó vô chùa nó tu đó. Thôi cũng được, nó thất tình nó biết tu. Còn có nhiều đứa nó thất tình, nó đi làm gì? Nó uống rượu, nó hút thuốc, nó ăn chơi, sa đọa. Và thậm chí có nhiều người dại hơn nữa, thất tình đi tự vẫn. Vậy thì bây giờ cái người mà thất tình mà tu tốt không? Với cái nhìn người bình thường đấy, tu là phải. Nhưng mà thật sự ra người ta khổ mà người ta đi tìm một cái đường thoát khổ, cái đó tốt hơn. Vậy thì tu là gì? Tu là mình thay đổi chứ có gì đâu. Tu là mình chuyển đổi. Bây giờ mình chuyển đổi, mình muốn khổ quá, mình muốn đi tìm. Thì thế gian người ta nghĩ rằng á, buồn phải nghe nhạc mới tốt. Chắc đâu. Buồn mình nghe nhạc buồn hơn. Thành thử ra
Mà thường thường mình buồn cái gì mình phải đi tìm bản nhạc nào mà nó cho nó tương đồng với cái nỗi khổ của mình á, mình nghe mình mới thích. Bây giờ thí dụ như một người đi với một người á, đúng đúng tâm trạng tôi lắm đó. Mình thường thường chúng sanh mình là vậy, tức là mình đi tìm. Thì bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta, mình nghiệm lại trong cuộc sống của ta. Bây giờ quý vị thấy là một năm mình đi làm để dành tiền, sau đó mình đi một chuyến du lịch, phải không? Là trong cái chuyến du lịch đó là mình xài không à, mình xài không à. Nhưng mà bên cạnh cái xài đó mình muốn gì? Đi mua quà tặng cho người này người kia. Vậy thì trong cuộc sống này không có ngày nào mà chúng ta không có sự đổi chác. Và thậm chí trong cái tình cảm mình cũng có đổi chác nữa. Để tôi tặng cho cái ông này món quà này, tại vì tương lai mình sẽ nhờ ông lo giấy tờ giùm mình. Thật sự là vậy mà, phải không? Thành ra nói chuyện nó không có gì sai hết á, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết lấy cái gì đổi cái gì, và cái đó nó tăng trưởng cho mình cái gì. Ví dụ như quý anh chị lấy 10 đồng hay là 50 đồng mua cái chuông, đấy đổi chác nè. Người ta có chuông mình không có chuông, mà giờ người ta bán cái chuông đó, mình lấy tiền mình đổi cái chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đem về mình thỉnh lên để nhắc nhở mình tu tập. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lấy số lượng tiền đó, họ đi mua vài kết bia, vài chai rượu họ uống, nhưng mà sau khi đó xong rồi thì bệnh tật, không có lợi. Cho nên chư tổ thường nhắc chúng ta, cái tiền bạc là cái của làm sao? Thường thường ta kêu tiền bạc, tiền là nó bạc lắm. Không? Vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia, phải không? Đó là chuyện bình thường, mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi. Có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn, phải không? Có nhiều người có tiền không biết xài, không biết sử dụng, thành thử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt. Cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này, tiền của đó, tiền của là của tạm bợ, nó không có kiên cố, nó không có cố định, nó không có ở với mình. Cho ngày xưa Phật cũng kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có 4 bà vợ. Mà khi ông sắp chết, cái ông mới hỏi, giờ tôi sắp chết rồi, bà nào chịu theo tôi? Thì ông xoay qua bà thứ nhất, cái bà thứ nhất nói, tôi xin lỗi ông nghe, thương ông thì thương, nhưng mà ông mà chết rồi, tôi kiếm người khác, chứ còn tôi không thể ở sống độc thân vậy được. Qua bà thứ hai nói, tôi cũng xin lỗi ông nghe, tôi ông mà mất rồi là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Rồi bà thứ ba cũng như thế. Rồi qua tới bà thứ tư thì bà thứ tư chưa, ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư, thì bà vợ thứ tư mới nói, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Phật kết thúc câu chuyện, Phật mới nói, ông trưởng giả đó có 4 bà vợ, và mỗi chúng sanh ta đây cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tiền của, mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền, là lo cái đám tang đó. Thí dụ mình để dành được 10 ngàn thì đó, mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ. Vậy thì bà lấy chồng khác không? Thứ hai là thân xác này. Cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được, thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa. Lúc sống thì mình o bế lắm, nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ, thôi nó thối chịu gì nổi. Thiêu, chôn, làm cách nào đó. Bà đó là bà vợ thứ hai, không theo mình. Bà vợ thứ ba là gì? Là người thân của mình. Lúc sống ha, là chia sẻ, ngọt, bùi, tâm sự, gửi gắm đủ thứ. Nhưng khi mất rồi á, thương mình lắm là tới đâu? Đưa ta tới mộ thôi, chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu. Có nhiều người ta nói, cho tôi theo, gào 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 vậy đó. Nhưng mà có người cản hết rồi. Nhiều khi họ cũng phải dặn, lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe. Nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá. Cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng phải sống chứ, không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết sao? Mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu. Rõ ràng ba bà vợ có nào theo mình không? Không. Duy có bà vợ thứ tư theo mình thôi. Đó là nghiệp lực của mình, đó là phước tội của mình, thấy không?
Cho nên bà vợ thứ tư á, bà xoay qua bà nói với ông chồng: ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Vậy thì cái gì đi theo mình? Chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp phước mình thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này, chữ nghiệp là gì? Là những hành động, những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì. Ví dụ nè, bây giờ mình đi làm, mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không? Không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết. Dù người có học và không có học, ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Vì sao? Vì mình luôn luôn muốn cái điều, cái thuận tốt cho mình. Thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành. Vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố. Nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, mình có 100 đồng, xin lỗi, mình đi ra mua vài bịch kẹo, vài món quà, hoặc đãi bạn bè ăn chừng 5 người là hết 100 rồi. Nhưng nếu 100 đó mình cúng chùa, mình làm phước, mình bố thí, cái đó nó không có mất. Vậy thì tiền của gọi là gì? Cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài. Bất kiên là gì? Là không có kiên cố. Còn cái kiên là kiên cố. Chữ kiên này là kiên cố, là vững chắc. Vậy thì tiền của là cái không kiên cố. Thậm chí nhiều khi đi ra băng rút tiền để trong túi, đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi. Vậy thì tiền của này không kiên cố. Thậm chí đi làm để dành tiền cất trong nhà, nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên Facebook hết. Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia, cái máy tên ăn trộm nói cảm ơn báo tin nghe. Vô thầm mất tiền, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia, cả hỏi cái bạn bè nó hỏi: chị đi với ai? Đi cả nhà luôn. Thôi ăn trộm nó cảm ơn, nó nói báo tin đầy đủ chi tiết. Thì ăn trộm nó nói sao? Cảm ơn báo tin, tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn. Tiền của là cái không kiên cố. Bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi, của, tiền của đó, tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu. Tiền của là của năm nhà, không phải của mình. Năm nhà đó là gì? Nước trôi, lửa cháy, bị tịch thu bởi vua chúa nhà nước, con cái nó phá sản, rồi cuối cùng là gì? Trộm cướp. Của cải không phải của mình, phải không? Mà cho dù mình có để dành cỡ nào đi nữa, chết thì để lại cho con cái. Mà nếu mà con cái biết giữ còn khá khá, còn không biết thì càng hao mòn sớm hơn. Như quý vị đã từng thấy có những người đại gia đại phú chứ, nhưng mà cuối cùng rồi trở thành ra cái người nghèo đói. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều những thứ, nhất trước hết là tiền bạc. À, tiền bạc gọi là gì? Bất kiên tài. Bây giờ có một cái kiên nè, bố thí giúp người. Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó, có cái em đó nó tới nó uống sữa, nó lấy ăn cắp sữa một cái quán nó uống, thì cái ông chủ bán sữa đánh nó, hất cái ly nước đó không cho nó uống, vì nó tội, nó là tội ăn cắp. Thì trong lúc đó có một người đi tới mua lại một ly sữa khác cho nó uống. Vậy thôi, sau đó một thời gian dài thì cái ông già mua sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện, mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó cao tiền quá, ông trả không nổi. Thì một ông bác sĩ bước vô đưa lại cho ông cái hóa đơn và nói rằng ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước. Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho một ly sữa đó, bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ. Thành ra một ly sữa có đáng lại gì không? Mấy ông bạc à. Nhưng mà cho đúng người thì người ta trở thành một người có lợi ích, có xã hội, thì biết bao nhiêu người được lợi.
Cho nên mình cúng chùa đó, mình cúng vô chùa, chùa xây dựng mở mang, đâu phải 100 đồng mình không có làm được, nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó tạo ra được một đạo tràng. Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa, phải không? Đâu có chỗ để tới thăm, đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị, phải không? Cho nên cũng như thế, bây giờ mình hùng tiền mình tạo cái tượng Phật, những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm. Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết, nhưng mà đi ngang cái đó hỏi: cái gì vậy anh? Nói tượng Phật. Miệng họ nói được chữ Phật mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói. Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm, miệng họ nói được câu đó. Thậm chí mình ghi một câu lên ở dưới tượng Phật á, thí dụ Phật đó là Phật Di Đà, mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai người ta đi ngang á, dù người không muốn đọc, anh đó đạo chúa đạo gì cũng biết, mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được thì nhất định anh phải đọc không? Nam Mô Di Đà Phật. Anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ cái tâm, từ cái chữ mình ghi như vậy đó, cái người đó họ mắt họ thấy danh hiệu Phật, tư tưởng họ, dù họ không đọc ra tiếng nhưng họ đọc trong tâm họ. Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ, mình tịnh cái nhãn căn của họ, mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ, phước chứ. Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó, đến cửa chùa gì? Sanh tâm hoan hỷ, phải không? Vào cửa thiền bớt tánh sân si. Bây giờ nếu không ghi gì hết thì ta nói cây cột. Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó, tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc. Quý vị tới chùa này ngàn lần vẫn phải đọc câu đó ngàn lần. Vào cửa Phật sanh tâm hoan hỷ, đến cửa chùa bớt tánh sân si. Em mới thôi bước xuống xe bus em đọc cái em bỏ túi rồi đó. Vậy thì quý vị thấy không? Lấy cái tiền của là cái bất kiên, nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa chùa là kiên. Mình có 10 đồng, 20 đồng ăn hết rồi, nhưng mà lấy 20 đồng, 30 đồng đó làm cặp đối để trước cửa chùa. 100 người tới đọc, 1000 người tới đọc, mà người ta đọc xong câu đó rồi, ta bỏ được chút sân si, ta sanh được chút quan hỷ, có phước không? Có phước. Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Và cái bố thí đó mình không thấy phước, nhưng mà không có mất. Vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng, không có ai giữ, nhưng mà có người giữ, phải không? Nhân quả giữ cho mình. Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à, chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à. Quý vị biết bên Mỹ mà nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết, tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền. Nhưng mà gặp những cái thành phố, những cái nơi mà thiên tai liên tục, bảo hiểm sập à. Ví dụ như ở bên Texas có những vùng mà thiên tai mà là gì, mưa đá đó. Có những lần mưa đá nó, cái cục đá nó to như cái chén vậy đó, nó rơi xuống là lũng xe nè, lũng kiến nè, hư nhà nè, bảo hiểm phải đền hết. Và có nhiều hãng bảo hiểm là tiêu luôn. Vậy thì quý vị thấy cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được, phải không? Cho nên người ta nói có tiền á mình mua được cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo nhưng mà không mua được thời gian. Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mình có tiền mua được thuốc bổ uống nhưng không mua được sức khỏe. Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được. Thì bố thí phước đức mình không có mua, nhưng mình đem hiến tặng, tự nhiên đó nó sanh, không ai giữ cho mình. Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng ta lấy cái tạm đó đổi cái khá hơn, đổi cái tốt hơn. Ví dụ mình có 100 đồng in kinh, kinh sách mà còn đó, mà người nào mà ta khổ đau hoặc những lúc mình buồn khổ mình mở ra mình đọc thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm. Cho nên là trong đoàn đi hành hương á, tuy đi hành hương là cũng thích mua bánh, mua kẹo, mua quần áo, nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi,
không biết niệm nhiêu không biết niệm nhiêu, không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm, đeo lủng lẳng chơi gì cũng được, thôi kệ đi, ta thay gì ta mua đao bông tai, ta mua cà vạt, mình mua cà sa đấy, dụ vậy đó. Cho nên nhớ tiền của là của tạm, nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này mua cái khác, nó khá hơn, nó tốt hơn. Hiểu được chỗ này không? Cái này gọi là bất kiên tài đổi thành kiên tài. Đạo Phật gọi là dịch. Dịch là xê dịch, biến dịch, mình dời đổi đi. Đấy, cái này nè, để nó không ngay, chỉnh cho nó ngay. Đó, tu đó. Tu là vậy đó, không có gì đặc biệt hết, tu đơn giản vậy thôi. Đi bước vô cửa chùa, thấy đôi dép không ngay, sửa đôi dép cho ngay lại. Anh nào sửa được đôi dép ngay, anh đó tu được. Còn anh nào lật đật vô lễ Phật để Phật chứng minh mà hai đôi dép nhịn được. Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được. Phật tượng này không có nói được, mà Phật sống ta nói ai để đôi dép vô duyên. Cho nên mình phải nhớ là mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè. Tu được hay không là cái áo mình máng lên nè. Tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không, mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi, kệ dục đó đi, ai muốn rửa thì rửa, ai muốn làm gì làm. Cái tâm đó khó tu lắm, tại mình chưa chỉnh được cái tâm, nội tâm mình mà. Mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh, làm sao phổ độ chúng sanh. Mà cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được, mình chỉnh ai? Mình chỉnh ai? Thí dụ bây giờ mình nói ê sửa đôi dép coi, bà nhịn đôi dép bà kìa, ông nhịn đôi dép ông kìa. Mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác. Cho nên mình tu ở đâu không biết, nhưng mà đời sống hằng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi, nghe đời sống của mình thôi. Chứ ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó, thấy không? Quanh năm suốt tháng thôi kệ, tối nay về ngủ tiếp mày sửa làm chi. Cho nên cái giường không bao giờ ngay ngắn, mền gối lúc nào cũng từ lưa ra đó. Thì quý vị nghĩ mình không chỉnh được cái đó, mình chỉnh cái gì giờ? Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè, phải không? Cho nên cái đó tu là chỉnh, là sửa. Cho nên người ta có một cái quẻ bói toán kêu là quẻ dịch. Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó biến dịch. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta từ một người dở chúng ta dịch, tức là chúng ta sửa đổi. Nhà Phật gọi là tu. Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết, tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta. Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không? Đấy, tiền của cũng là của tạm đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác, tìm một cái khác nó khá hơn, thì đây là cái sự tu tập. Tiền mình để em vỏ, để em vào băng hoài, cho con đi học. Thế mà con đi học là mình lấy cái của tạm, tiền không có cho nó được sự thông minh. Nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết, cái này nó khá hơn chứ. Rồi từ cái sự hiểu biết này á, nó đầu tư việc khác nữa, nó tăng trưởng lên. Cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến, mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy. Cho nên á, mình tu á, thí dụ như trước hết mình nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để mình tăng trưởng cái trí thức, cái hiểu biết của mình. Nhưng chỗ đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha. Mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu. Và từ cái tu nó tăng trí tuệ. Trí thức khác với trí tuệ. Trí thức là do người ta chỉ cho mình, người ta dạy cho mình. Trí tuệ là do mình tu. Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái Facebook, anh phát minh được Internet đó, anh đã trí tuệ đó. Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học những cái căn bản, lấy cái gì phối hợp với cái gì để phát minh ra được cái đó. Ở đây Pháp Hòa đi, Pháp Hòa thấy mình ở nước Nhật lâu, mình cũng biết người Nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức, phải không? Rất là đẹp, rất là nghệ thuật, hay lắm. Nhưng mà người ta đâu phải tự đâu, từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến. Thí dụ ở đây quý vị có lá đỏ, lá mùa thu đẹp lắm. Mai mốt á, mình tổ chức thiền trà
mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó, thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô, lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ, để cái bánh trên chiếc lá thu đó, vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật, mà vừa nhìn rất là thiền vị. Mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ mình vá vô cái áo rách, thì mình đắp vô vậy cũng được, nhìn nó vuông vuông vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó mình cắt thành chiếc lá, thắt thành bông này bông kia, mình đắp vô cái chỗ giá đó, tự nhiên có nguyên cao bông. Ai biết mình mặc áo giá, ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tu đó, mình không bao giờ phí cái gì hết. Mà ở đây Pháp Hòa nói, nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có. Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh, thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm, ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn, này dại. Dĩ nhiên đó là quyền của mình, không ai cấm cản gì được hết. Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa nhận thức, thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì. Vì rõ ràng trong cuộc sống, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi chỗ tốt, cái gì cũng muốn số 1 hết, cái gì mình cũng muốn tốt hết, mà chính thân tâm này chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó thì nó uống đi, thế thôi. Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết, mình muốn sao đó là tùy mình, vì tất cả do tâm mình muốn. Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy. Thứ hai, và quý vị thấy được cái một cái rồi ha, bất kiên tài đổi thành kiên tài. Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn. Cái thứ hai nè, bất kiên thân đổi thành kiên thân. Thân này bất kiên phải không? Bất kiên là gì? Thân không kiên cố, nay đau mai mịn, phải vậy không? Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được, không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được. Và thậm chí lo lắng sợ già, càng mau già, tại cái sợ nó là mình già mau hơn. Cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố, mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố. Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè: đất, nước, gió, lửa. Mà đại chúng nhìn kỹ coi, cái thân này là mình sống mỗi ngày là mượn. Mượn không phải của mình. Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng, 2 tiếng sau trả. Trả xong cái đi mượn buổi trưa, lát trả. Đó mình nói về đất nha. Về nước ha, uống ly vô, mượn, trả. Nhưng mà cái đó trả vài tiếng, ăn cũng vài tiếng trả, uống vài tiếng trả. Hơi thở này trả trong từng giây phút nè. Hít vô mượn, thở ra trả. Hít vô mượn, thở ra trả. Bữa nào nó biểu tình nó nói không cho mượn nữa, nằm ngay đơ. Có phải không? Mình đâu có phải của mình. Nếu mình nghĩ cho kỹ, cái thân này không phải của mình. Sống cái thân này mượn hết. Mượn hết, buồn ngủ quá mượn ly cà phê. Mà tới hồi mà cái thân này nó lờn cà phê rồi, bao nhiêu shop nó cũng thế thôi. Vì sao? Vì đây là cái thân tạm. Vậy thân này bất kiên, thân này bất kiên. Nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn là do chúng ta tu tập. Cho nên quý vị nhớ, chúng ta hay đọc nè: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ước hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên mãn báo thân lô xá na Phật tức là cái pháp thân thanh tịnh. Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh. Và pháp thân này từ đâu mà có? Do tu mới có được. Pháp Hòa ví dụ, cái thân này mình đang có là báo thân nha. Đó, lùn, cao, mập, ốm, đẹp, xấu gì, thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân. Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gọi là ứng thân.
Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe pháp là ứng thân làm Phật tử, một lát nữa đi vô bếp cởi áo tràng ra, xả áo tràng ra, mặc áo mà làm bếp vô, ứng thân làm đầu bếp. Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi, trời ơi nguyên bãi chiến trường, mình làm ô xin. Ứng thân. Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào, tâm mình không buồn, không khổ gì hết. Tại vì mình làm bằng tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ là pháp thân. Tâm hiểu biết làm việc của mình là pháp thân. Ví dụ mình nói, thay vì mình nghĩ tại sao mà họ làm gì, không sao, mình còn khỏe, mình làm được tốt rồi. Khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên, vui vẻ lên, pháp thân. Và thân này rửa chén cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thân. Lấy cái báo thân này dụng nó cho đúng, mà dụng một cách hoan hỷ, linh động là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân này không có hình, không có tướng, và chính không hình không tướng cho nó pháp thân này bất diệt. Còn cái thân này có tướng phải không? Hữu diệt. Ví dụ như hồi trẻ mình cao, già cái bắt đầu nó sao? Nó teo lại. Nhìn mấy trái cây biết liền cái gì. Nhìn cái trái cây, trái quýt, trái hồng, trái táo gì đó, lúc mà nó còn tươi đó, nó sao? Căng giòn ra. Và để nó héo rồi da nó nhăn, ăn nó mềm rũi à. Đó, nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu. Đấy, lấy cái hoa này nè, đó, đẹp không? Chừng 2 tuần nữa là nó rũ rượi xuống hết. Nhìn cái pháp thấy mình. Đây, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình, mình ít khi nào thấy mình. Tại vì hàng ngày mình có trang điểm, mình trét lên cho nó ít thấy. Còn này nguyên si nè. Cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài, người ta ngộ ra được cái pháp trong đó, cái người đó gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Nhìn các duyên mà giác ngộ. Phó Hòa thưa đại chúng á, mấy anh chị mình ngồi đây có phải là mình đã từng, lý do là mình có mặt ở đây có phải mình đi tìm sự sống không? Đi tìm sự sống. Người thì qua đây đi làm, người qua đây đi học, nói chung tất cả chúng ta. Rồi gần đây nhất mình nghe tin là 39 anh chị em của mình cũng vì đi tìm sự sống mà đã mất mạng ở trong một cái container. Chỉ cần nghe cái chuyện đó, quán cái chuyện đó, thấy là thân phận mình có phước hơn không? Phước quá chừng. Mình cũng đi tìm sự sống, nhưng mà mình may mắn hơn, mình thuận lợi hơn. Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua thì cái khó khăn của mình không so được với cái khó khăn của các anh chị đó. Và người ta vẫn chấp nhận nằm chồng chất trên nhau trong một cái thùng đó để chỉ đi tìm sự sống thôi. Thì cuối cùng các vị đó không tồn tại. Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây, nhưng mà mình may mắn hơn, lấn nhưng mà cũng có chỗ để còn để mình văng ra mà sống. Cho có một cái câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này, mà đúng như vậy. Trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình. Chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành, mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống. Ví dụ đói bụng quá, tranh thủ giờ ăn. Thậm chí đi gấp thức ăn, tranh thủ cái bụng. Cái bụng mình đói, mình phải lấy nhiều một chút. Mình tranh giành cũng có, tranh thủ cũng có. Tranh thủ để tranh giành. Nhưng mà rồi cuối cùng, cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng với người tu, nó hai câu cuối nè: nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cái chỗ đó là cái chỗ tu đó. Cái chuyện mà vạn vật tranh sống trên trái đất này là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người học Phật, đối với người tu của chúng ta, mở lòng chút, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cho nên Phật nói cho mình nghe, thân này là khổ, là tạm bợ. Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu. Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ để mình tu, để mình có được cái thân bất hoại. Ví dụ như mình có cái thân nè, Phật dạy mình tu bằng cái thân là: đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng làm những việc sai quấy với hạnh phúc gia đình người khác. Ba cái đó là tu thân. Có cái miệng nè, Phật dạy tu cái miệng. Không biết tu nói lùm la lắm. Biết tu nè,
Đừng có nói dốc, nói dối, lường gạt người ta. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa, nói những câu chuyện không cần, đó là đi học đầu này học đầu kia, đó là lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều, rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta. Đó, mày ăn cái đó vô mày chết. Thế này thế kia, mắng xả người ta đó là ác khẩu. Rồi nói những lời vô ích, đó là nói những lời ý ngữ lường gạt. Vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi: nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè. Phật nương vô đó, Phật nói con có cái miệng tu ngược lại. Thay vì con nói dối con nói thật, thay vì con đâm thọc con hàn gắn, thay vì con chửi rủa con nói lời hiền lành, thay vì con nói lời vô ích thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích. Rồi cái tâm của mình, hàng ngày mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, Phật cũng nương vô đó. Phật nói thay vì con tham á, thôi con tập đi, ít muốn biết đủ, thấy nhiều cũng đủ cái con giảm tham. Thí dụ mình đói bụng dữ lắm, nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi, nhường cho người sau có người ta ăn, mọi người có để vui, rồi lát dư mình trở lại miếng nữa. Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền. Tranh thủ lẹ lẹ thì có nhiều món ngon lắm. Thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu, nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết, ta thấy cách gấp người ta biết. Cho nên hồi xưa có ông thầy á, ông ăn cơm với đệ tử, ông nhìn xuống đệ tử để ông biết cái trình độ tham của mỗi đứa, để ông chỉ ông tu. Cho nên dưới ý là những bậc thầy mà tinh tế đó, các ngài hay lắm. Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó. Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có an lạc không, hay là mình đang ăn đậu phộng. Thấy cái cây nhang mình cấm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa. Mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mõ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc, phải hát đúng tâm trạng. Cho nên tâm nó là lột, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình. Cho nên á, cái thân này là cái thân tạm, nhưng từ mượn cái thân này chúng ta tu tập để chuyển hóa. Như thân này có sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này có nói những lời không đúng, tâm này có nghĩ tham sân si, thì chuyển cái đó thành cái khá hơn. Biết thân này tạm bợ, nhưng mà không có thân này tu không được. Cho nên ngày xưa có vị nói như thế này nè: chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Mình có khổ là tại mình có thân, không có thân khổ nó đâu có nương vào đây mà nó có được. Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau, lạnh biết run, nóng biết nực, ăn cay biết, nói chung là có thân cho nên bao nhiêu cái cảm xúc gì nó gửi gắm vào đó hết. Nhưng mà người tu thì chúng ta không phải bỏ cái đó, mà chúng ta biết nhìn nó, chuyển nó. Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân, mà phải mượn thân này làm chiếc đò qua sông. Ví dụ như mình có cái ha tay nè, thích chơi đánh bài, xòe, kinh, chồng gì đó. Giờ lấy tay này lần chuỗi, cho dù là lần chơi chơi nhưng mà vẫn hơn ta đi xòe chơi, ta đánh bài chơi, thì cái kia nó không hay. Nó tập cho mình tăng trưởng. Cho nên chơi đánh bài cũng vậy. Thí dụ mới đầu là mình chơi cho vui, nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền,
Và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó, thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn, bởi vì nghiệp nó tăng chứ đâu có giảm. Để ý có phải không? Cho nên ví dụ như bây giờ á, mình lấy cái thân này tạm này, mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại bằng cách là mình tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy thì thân này là tạm, nhưng biết mượn thân này tu á, thì thân này có thể làm ra những cái hay lắm. Đó, bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới, quý hòa thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên, giờ các ngài đi hết rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đây. À, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi du lịch là một phần gì thắng cảnh, nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu? Nằm trong chùa. Quý vị để ý coi, anh đó anh đạo diễn biết, nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào, trong cái chương trình đi du thắng cảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái chùa. Ấn Độ cũng vậy, nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi? Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về. Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni, với nơi Đức Phật đã từng đản sinh. Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển, nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói pháp. Người ta sẽ đến núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã từng an cư nói pháp ở đó, vân vân. Rồi bây giờ các vị nào mà người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam, họ đi ra ngoài Bắc, họ thăm đi, thế nào cũng phải đi chùa Một Cột. Họ ra tới Huế, họ thăm thế nào phải đi chùa Linh Mụ. Họ vô trong miền Nam, thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi. Như vậy thì quý vị thấy, họ đi qua Trung Quốc á, họ du lịch á, để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành. Nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết, bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi. Pháp Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương ở Hàn Quốc á, giờ Tin Lành phần lớn nè. Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt, có những người ta đâu biết không. Nhưng mà học sinh nó đi vô trường nó học á, nó phải học sử học về quốc gia đó. Mà hãy nói về sử học thì phải nói về những cái địa danh như chùa viện. Cho nên học sinh nó kéo nhau đi rần rần vô các cái thánh tích để làm gì? Nó nghiên cứu, nó học tập. Cho nên làm gì làm, họ không có phủ nhận được cái ngàn đời của đất nước họ. Đó là chùa chiền, đó là đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật đã đến với đất nước đó. Đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ 6, 528 sau Tây lịch. Đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy. Cho nên ngay cả đất nước Việt Nam mình, nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều, tại vì không có cái chương trình học cái đó. Còn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có. Học sinh học sử là phải nói đến những chùa viện, cho nên phải dẫn nó tới đó, nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu. Họ tự hào về những cái gì mà đất nước họ đã tạo lên được. Ví dụ như cái người dân ở Kyoto, họ tự hào về cái chùa vàng. Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà cao 120 mét. Thí dụ vậy đó. Cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình có chùa Một Cột, có chùa Linh Mụ, còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa. Thì chúng ta lấy cái thân tạm này, chúng ta làm những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đây, thầy trụ trì đây cũng sẽ đeo Phật một ngày, nhưng mà ngôi chùa này, đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy. Đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng. Tương lai nó còn hay không mình không biết, vì đây cũng là tạm thôi. Chùa viện nó cũng tạm thôi. Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây, đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây. Mà không phải thầy không, mà những thầy khác nữa, những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây. Mà không phải ở đây không, mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài.
ngoài nước Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, các nơi. Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết, chùa viện không biết còn ai giữ, không biết. Nhưng mà lịch sử không thể thay đổi. Đó là cái thứ hai, phải không? Thì cái thứ ba là gì? Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng. Kiên mạng là gì? Là mạng sống của chúng ta. Mạng sống mình yểu thọ không biết, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường. Pháp Hòa ví dụ như có những người người ta chết yểu. Thọ mạng của chúng ta, mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết, không biết được. Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết không biết chừng nào chết. Anh chị đó chỉ có mang hỏi chị được mấy tháng, và được 3 tháng rồi. Tự mình có câu trả lời luôn. 6 tháng nữa sạch. Vì căn bản một đứa nhỏ trong bụng mẹ là 9 tháng. Mà nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà hỏi chuyện là anh chết. Bị chửi liền chứ chưa có câu trả lời nữa. Chưa kịp có câu trả lời nữa. Ta dệnh cho một câu liền. Không biết được. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vậy thì cái mạng của chúng ta là cái đời, cái mạng là gì? Là thọ mạng mình không có kiên cố. Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào để nó kiên cố? Có những người ta chết trẻ, nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài, nói mãi, nó không cùng không tận. Tại sao? Vì người đó dù sống 30 năm thôi, mà 30 năm đó làm lợi ích cho quá nhiều người. Người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi, mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên thọ mạng họ, cái thân mạng họ, cái đời sống họ có limit, có hạn lượng. Nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng. Xin lỗi đại chúng, Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi? 80 à. Có 80 tuổi à. Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà. Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả 100 tuổi. Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Hòa biết ở dưới miền Tây, Sa Đéc, 103 tuổi rồi đó. Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn mà thỉnh sư bà niệm Phật, sư bà còn niệm giống giạc Nam Mô A Di Đà Phật cho đại chúng nghe. Rồi có những người á, người ta sống ngắn lắm. Cái thọ mạng á, nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái đời sống này, thọ mạng này thì ngắn nhưng mà mãi mãi bất diệt. Cho nên Đức Phật mình á đã xa mình hơn 2.000 mấy trăm năm rồi, phải không? Vậy mà đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu. Khắp nơi, trên thế giới. Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật mãi trong lòng của, cho nên bất tận. Và chúng ta lấy cái thọ mạng ngắn ngủi này gọi là bất kiên mệnh, đổi thành kiên mệnh. Vì tất cả đều là vô thường, đều là mộng huyễn. Nhưng mà có những cái nó để lại. Mặc dù mình biết vạn vật trên thế gian này, các pháp trên thế gian này tạm hết. Vì Đức Phật đã xác định với chúng ta cái gì có hình hài thì cái đó có hạn lượng. Cái gì có hình tướng cái đó tạm thôi, không có lâu bền. Nhưng mà có những cái, nhưng mà mượn cái đó để chúng ta lưu lại những cái lâu bền. Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm khác. Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật ở thế giới của mình, làm sao ông gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Tại vì Đức Phật này giới thiệu, Đức Phật này nè, quảng cáo dùm cho Phật kia. Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai. Mình biết Phật Di Đà là do cụ này, cụ quảng cáo. Cụ nó ở Tây Phương Cực Lạc có ông cụ hiệu là A Di Đà. Ôi ở cõi đó đẹp lắm, thù thắng lắm. Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình, khổ đau hoài, phải không? Về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ, kết làm bạn mà bồ làm bạn bất thối. Còn ở dưới này là bạn thối. Chữ thối này không phải thúi. Thối đó là lui sụp.
Mới đầu thì mặn nồng lắm, mặn mặn từ từ lạt nhách. Cho nên rốt cuộc là thân thiệt là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Cho nên là cõi đời này nó có những cái tụ tán. Ở trên đó không có tụ tán gì hết, bình thường. Thương nhau là bình đẳng. Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta, cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no, phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng mệt. Nó vậy thôi. Đó. Hễ mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân. Cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage. Tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc. Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường, khỏi cần thuốc, không cần gì hết. Cho tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường. Vì bình thường chính là cõi mà chúng ta muốn. Vì cái bình thường này nghĩa là gì? Không phải là nothing, không phải gì hết. Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ, đi làm, mỗi ngày vẫn có việc để làm, tiền lương đủ sống là bình thường á. Chứ đừng muốn bất thường nha. Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán lắm. Vậy bữa nào bất thường nó chờ tôi chỉ muốn đời tôi bình thường, sao nó không bình thường? Chúng sanh chịu không nổi. Mình chịu mình không nổi mà, phải không? Cho nên thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa thương quý vị ba việc ha. Mình lấy cái bất kiên tài đổi cái kiên tài, lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân, lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh. Mà kiên mệnh là gì? Tức là những cái thọ mạng miên trường. Không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè, để đây đây, đời tao sống ngắn lắm, nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sau. Cho nên á, Đức Phật của mình là một ví dụ, Ngạ Nang là một ví dụ. Quý vị thấy Ngạ Nang không? Thọ mạng của ngài trong kinh nói ngài sống tới 120 tuổi nha. Thọ mạng Ngạ Nang 120 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết. Nhưng mà những gì ngài nhớ lời Phật dạy, ngài nói lại với mình tới giờ không có quên. Mở kinh ra tôi nghe như thế này. Ai nghe? Ngạ Nang nghe. Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngạ Nang nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này. Nghe là sao? Đích thân tôi nghe. Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại à. Nghe đúng như vậy. Cho nên chữ Hán gọi là như thị ngã văn. Có nhiều vị người dị dịch sát là như vậy tôi nghe. Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy, chứ không có xê dịch. Còn mình giờ nói xong rồi ai nói? Tôi đâu biết tôi nghe nó nói. Nhưng mà lúc đầu nghe nói, nói nghe giỏng giạc lắm. Chị biết gì không? Nó mới vượt hụi người ta đó. Nói đã đời người ta hỏi sao chị biết? Tôi nghe người ta nói. Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè, giờ có nó này chị hỏi đi, tôi không biết gì đâu. Cho nên mình không có giống Ngạ Nang là vậy. Lúc nghe dễ sợ lắm. Lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống giạc lắm. Nhưng mà tới hồi hỏi là mình, tôi không biết gì, đừng hỏi tôi. Tôi vô tội, thôi để yên cho tôi tu. Rồi thì thôi, sáng hôm nay thăm đại chúng, thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha. Đại chúng nhớ nè, tiền của này cũng không tạm, thân này cũng tạm, mạng sống mình cũng tạm. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái kiên cố, cái khá hơn. Chúc đại chúng có buổi sáng an lành. Rồi chiều nay chúng ta sẽ gặp lại. Hồi sáng quý vị được nghe một bài pháp của thầy trụ trì. Trưa nay thì Pháp Hòa vâng lời thầy đến đây để cùng sinh hoạt với quý vị trong một vài câu hỏi. Thì ở đây có một câu hỏi là: thưa thầy, con có một thắc mắc xin thầy vấn đáp dùm con. Nếu có một người đó bán đồ cho mình biết đó là đồ ăn cắp, như thế có phải là tiếp tay cho người đó không? Hỏi tức là đã trả lời. Khi mình biết cái điều đó nó không đúng mà mình vẫn
làm theo. Hồi sáng Pháp Hòa có nghe thầy trụ trì nói á, trong giới đó có ba cách mình phạm. Có khi mình tự làm, có khi mình xúi người ta làm, có khi mình thấy người ta làm mình làm theo, mình vui theo. Thì cái trường hợp mà mua đồ ăn cắp á, thì nó đi có thể vào trong hai cái trường hợp. Một là mình mua hoài, nghĩa là mình xúi người ta ăn cắp, mình không nói ra, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình mua là tại nó rẻ. Thường thường đồ ăn cắp bán rẻ hơn đồ ngoài tiệm chứ. Thì khi mà mình mua như vậy mình không nói, nhưng mà trong cái vô tình đó mình đã xúi người đó lấy nữa đi. Có đôi khi mình không nói, mình nói lần sau có kêu tôi nghe không. Thì rõ ràng là mình xúi gì, mình không nói ra cái điều xúi đó, nhưng mà cái cách mình nói là người ta hiểu là mình cần thêm. Hoặc là mình phone cho người kia, mình nói tôi tháng tới tôi về Việt Nam nè, tôi cần đem thuốc về làm từ thiện, anh có thuốc Tylenol kiếm cho tôi mớ. Thì nghe cái tiếng đi làm từ thiện, mình lấy cái chữ từ thiện mình là nói, mình mua thuốc Tylenol thay vì ra chợ mua là 10 đồng lon, mà mình mua đồ đó cho chừng 2 đồng, 3 đồng hay 5 đồng thôi. Cũng giống như mình đi tha phóng sinh vậy đó. Đi ra chợ đó, mai tôi cần 200 con chim nha, mai tôi cần 10 ký cá nha. Mình dặn người ta mua cho mình, để mình làm một cái việc mình gọi là nghĩa cử cao đẹp, đó là đi phóng sanh. Nhưng mình dặn người ta mua thì có phải hình thức mình xúi không? Mình dặn người ta đi tìm. Thật ra cái xúi đó có đôi lúc mình không có trực tiếp nói cái lời xúi, nhưng mà cái cách mình nói như là một hình thức xúi. Mình không có tự làm, nhưng mình xúi người ta làm. Rồi mình còn dặn nữa, nhớ kiếm chim khỏe khỏe nha. Biết làm sao không? Biết tại sao kêu chim khỏe không? Tại vì sắp lên chùa nhờ ông thầy phúng nước cho nó nữa. Nghĩa là đem lên chùa nhờ thầy chú nguyện á, nhờ thầy làm phép để mình, thầy chú nguyện để mình phóng sanh. Nhưng mà mình rồi trong một cái lồng chim 200 con, trời nóng chang chang vậy đó. Mà ở Việt Nam là có cái lệ là chùa là đóng cửa ngủ trưa từ 12 giờ tới 2 giờ, không có tiếp khách. Thật ra mình đem vô chùa đúng ngay lúc 12 giờ chùa người ta đóng cửa, mình ngồi mình chờ tới 2 giờ, mở ra cái 10 con nó ngủm rồi. Thật ra mình phải cẩn thận cái đó. Mình tự làm, xúi người khác làm, thấy người ta làm vui theo. Có nhiều khi người ta đi câu cá về, trời anh giỏi ghê ha, câu con bự ghê. Mình khen tặng, hoặc là mình enjoy con cá người ta cho mình, mình còn khen ngon quá trời luôn, lần sau có cho nữa nghe. Đó là kiến tùy hỷ theo, vui theo cái làm của người khác. Khi mình phạm một cái điều gì sai đó, mình thường thường gọi là phạm giới đó. Thật ra giới là những cái điều mình ngăn giữ để đừng có làm cho cái tâm mình nó bị buông lung. Thí dụ như người đó hút thuốc, cũng có khi kêu là phạm giới, mà thiệt sự hút thuốc có tội lỗi gì. Nhưng mà mình buông lung là mình dùng một cái thứ nó không cần thiết cho cuộc sống của mình, cho cái thân thể của mình. Tại mình hút thuốc là nám phổi, uống rượu là hại gan. Thật ra nhiều khi người ta nói đâu có giới với đâu phạm, nhưng mà mình cái gì mà tất cả những cái gì nó không có, mình tự mình muốn thì mình làm, nhưng mà chính cái mình làm mình không có chánh niệm thì cái đó nó có thể đi xa. Ví dụ như uống rượu đâu có tội, nhưng mà nó là nhân gây ra các tội. Khi mình say rồi là mình loạn tâm cuồng trí, mình có thà làm những điều sai quấy mà mình không hay. Quý vị nhớ người nào say mà hỏi họ gì họ khai hết trơn, mà ngày mai họ chẳng nhớ nói gì hết. Cho nên người ta hay nói đùa đó, muốn biết người đó yêu ai, muốn biết mình yêu ai, khi mình sai mình sẽ nói. Khi mình sai rồi mình nói thiệt là mình yêu ai.
Cho nên khi mình biết một cái người đó bán đồ ăn cắp mà mình vẫn tiếp tục mình mua là một hình thức mình xúi người đó tiếp tục. Xin thầy hoan hỷ giảng cho con khởi thân đoạn trí. Thì cái câu này là có nghĩa là mình có được. Chữ đoạn là gì? Là cắt đứt. Tức là mình có cái trí để mình đoạn đi những cái gì mà nó không có chân chánh. Con người mình á, thường thường là mình hay dễ đắm nhiễm. Nhưng mà có được cái trí mà đoạn đâu phải là trí bình thường. Mà cái trí đó đó biểu tượng qua Đức Văn Thù Sư Lợi cầm cái cây kiếm. Thường thường các vị Bồ Tát á, mỗi trên tay của các vị hay cầm một pháp khí. Và cái pháp khí đó biểu tượng, thí dụ như Đức Văn Thù là cầm cây kiếm, cởi trên con sư tử màu xanh. Bởi vì con sư tử á, là tượng trưng cho một con thú mà nó là chúa tể của các con thú trong rừng, biểu tượng cho trí tuệ mạnh, có thể vượt tất cả mọi khó khăn. Ví dụ như quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, bình thường mình thấy mình tu hành vậy đó, nhưng mà khi mình đụng chuyện á là mình thấy là mình phiền não đủ kiểu hết á. Phiền não rối rắm. Người ta nói mình hơn câu mình cũng giận, người ta làm giỏi hơn mình chút mình cũng hờn, cũng ganh. Rốt cuộc á, mình ở trong một cái rừng phiền não. Cho nên mình phải có cái trí, cái kiếm để mình đoạn những cái trí, có cái trí tuệ đoạn cắt những cái gì nó không cần. Thí dụ như hôm nay đó, hai ngày nay quý vị về chùa là quý vị đã có một cái trí tuệ để đoạn đó. Nếu mà hai ngày này mình nghỉ mà mình không đi chùa thì mình sẽ đi đánh bài, đi chơi gì đó. Hay là thậm chí mình hẹn với bạn đi chơi, hoặc là lên một cơn ghiền bài, ghiền rượu, mà mình biết rằng mình đi chơi, mình làm như vậy mình tốn tiền, mà mình nhất định mình cố gắng, mình thúc liễm mình không đi, là đó là một cái trí để đoạn. Có trí tuệ để đoạn những cái phiền não, những khó khăn. Khó lắm. Mình nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mình đi vào cái trường hợp đó khó lắm. Nhất là chuyện tình cảm. Cho nên thường thường người ta hay dùng cái từ là tình sinh trí cách. Khi tình cảm nó phát sinh rồi, cái lý trí mình nó không còn. Thậm chí mình thương một người đó mà mình biết là mình không thể thương người đó, tại vì người đó đã có gia đình, làm cũng không được. Và mình có một cái lý do phía sau. Tình sinh là trí cách. Mà chữ tình này á, không chỉ riêng cho nam nữ, mà hầu như tất cả mọi ái luyến. Ví dụ như mẹ thương con, mà thương mà là một thứ ái mà khó cắt lắm. Có nhiều khi mình thương người đó quá, mình làm tất cả mọi việc cho người đó. Có một vị đó đó, đem cả 100.000 đưa cho cái người kia mà chưa bao giờ biết mặt, chỉ quen nhau trên Facebook, trên mạng thôi. Rồi bây giờ mới phát hiện là bị mất tiền. Vậy mà đi thưa cảnh sát xong rồi mà trong lòng vẫn nhớ nhung người đó, vẫn mong rằng á, cảnh sát đừng tìm ra được họ. Tức là mình vẫn thưa, nhưng mà rồi ở phía sau trong thâm tâm mình cũng cầu sao cho đừng kiếm được người đó. Và thậm chí bây giờ nó lỡ thưa rồi, nếu mà cảnh sát mà tìm được họ chắc tôi cũng bãi nại. Mình không có xúi biểu họ làm gì hết, nhưng mà ở đây phải là chỉ ví dụ để cái gì gọi là chúng ta thấy rằng cái quý nhất ở đời này là cái trí tuệ. Để mà cắt đứt những cái sợi dây ràng rịch, nhưng mà khó làm lắm, không phải dễ.
Nhiều khi mình thấy cái công của mình nhiều quá mà giờ mình buông cũng không phải là một chuyện dễ. Cho nên đoạn trí nghĩa là có cái trí tuệ để đoạn những cái phiền não. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp không có các thừa hai hoặc ba thừa khác, vậy Phật thừa vậy Phật thừa gì Phật thừa và Phật thừa hai hoặc ba là gì? Thưa đại chúng, là ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì Phẩm Phương Tiện Phật nói á, là khi Phật ra đời, chư Phật ra đời chỉ vì nói một Phật thừa chứ không nói hai ba. Thì câu hỏi nó hai ba là cái gì? Thưa, hai ba đó nghĩa là gì? Là trung thừa và tiểu thừa. Thừa là gì? Thừa là cái bánh cổ xe. Hay nói cách khác là thí dụ như bây giờ xe bốn cửa nè, xe bảy cửa nè, xe bus. Thì giờ á, xe mà chở nhiều nhất là xe gì? Xe bus. Thấy không? Còn mà Đức Phật có nói xe bốn cửa, xe bốn chỗ ngồi, xe bảy chỗ ngồi á, chỉ là phương tiện tùy theo khả năng mỗi người mà nói. Chứ còn cái mà Phật muốn nói là một chiếc xe bus có thể chở 50 người. Đàm Phổ Hòa ví dụ đơn giản vậy để cho đại chúng biết. Ví dụ như bây giờ á, người mới vô tu á, người mới bắt đầu vô Phật Pháp á, người ta đâu biết gì đâu. Ta đi chùa người ta xin xăm. Rồi có người thì khá khá hơn, không có xin xăm nữa, mà xin cúng làm gì đó. Rồi cái người mà khá hơn nữa, họ hiểu rồi. Hồi đó họ mới vô chùa đu, họ tu không, không biết, còn xin xăm, còn làm này làm kia. Nhưng mà khi họ hiểu ra rồi, tất cả là mình. Mình sống mà có đức có đạo thì khỏi cần cầu gì, mình vẫn bình an. Nhưng mà người mới vào, thí dụ như cái quyển Bạch Y Thần Chú, những người ta đâu biết đạo gì đâu, nhưng mà ta tin tưởng vô cái cuốn thần chú đó. Họ tụng 1200 biến, một ngày tụng bao nhiêu lần đó, tai qua nạn khỏi, họ in 1200 cuốn, họ phát. Và họ tin rằng in như vậy, cúng như vậy thì được tai qua nạn khỏi. Đó là tiểu thừa đó. Rồi một lúc nào đó rồi thì mình thấy rằng cái này là phương tiện. Hai quý vị ăn chay á, ăn chay 2 ngày, ăn chay 3 tháng và ăn chay trường. Mà ăn chay trường là đại thừa. Thí dụ vậy đó nha. Ăn chay kỳ là trung thừa, ăn chay 1 tháng mấy ngày là tiểu thừa. Thì mới đầu người chưa quen nói 2 ngày thôi. Giống như có những Phật tử chưa mới phát tâm quy mà chưa bao giờ biết ăn chay, thì bà nói quý vị ráng ăn tháng ngày được không? Dạ được. Ăn thời gian quen rồi tăng lên 2 ngày hay là 4 ngày tùy theo, rồi từ từ tăng lên. Như vậy thì thừa 2, thừa 3 có nghĩa là trung thừa, tiểu thừa. Còn Phật thừa nghĩa là chỉ con đường duy nhất, đó là chúng ta thành Phật. Còn thanh văn duyên giác chỉ là tạm. Chữ thừa này là thanh văn viên duyên giác, hay là trung thừa, hay là tiểu thừa, trung thừa. Quý vị nhớ là Phật giáo đó có 5 thừa. Người mới tu như quý vị thọ tam quy ngũ giới đó là nhân thừa. Rồi lên thọ tới thập thiện đó là thiên thừa. Nghe tứ diệu đế là thanh văn. Hiểu được thập nhị nhân duyên, phát tâm Bồ Tát, cho đến khi nào thành Phật. Ở đây là nói như vậy để cho tất cả biết, Đức Phật một mục đích duy nhất là chỉ cho chúng ta biết chúng ta có khả năng tu giống Phật. Còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện. Mà mình nói mình tu không được, ví dụ mình ăn chay 2 ngày, hay là mình ăn mà mình mới đầu mình ngán quá, mình thèm quá, mình không cố gắng, cái mình nói thôi chắc tôi không có duyên tu, cái này là đổ thừa. Mình tụng kinh mình buồn ngủ quá,
Mình không cố gắng. Thường thường thưa đại chúng, không có cái gì mà nó có thể, mà nó có thể thành tựu trong một ngày một buổi được. Cái gì cũng phải do rèn luyện lâu ngày. Cục sắt mà mài riết cũng sẽ thành kim. Nước mà nó chảy trên cái tảng đá riết nó cũng mòn. Mình hay ví dụ vậy đó. Nước chảy đá mòn. Rồi có công mài sắt, có ngày nên kim. Thành thử ra tất cả những cái dùi mài tinh tấn của chúng ta, đó là một cái điều mà chúng ta sẽ thành tựu được. Bạn con cũng mới quy y, nhưng mà pháp danh bây giờ bị nổi tiếng về xấu quá. Kính hỏi thầy là bạn con có nên quy lại không? Xấu là tại vì mình không hiểu hay thì sao? Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay giải thích quy y, quý vị không phải quy y với cái thầy đó. Quy y là mười phương Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thầy đó chỉ là người đại diện cho chư Tăng để quy y cho mình. Còn về vấn đề pháp danh, nguyên thủy từ khi thời của Phật không có vấn đề đặt pháp danh. Ai tên gì là giữ tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Cái chuyện đặt pháp danh là sau này chư tổ Trung Hoa đề xướng, rồi chúng ta Phật giáo Việt Nam cũng có cái phần ảnh hưởng là chúng ta đặt pháp danh. Có nhiều cách đặt pháp danh. Có thầy thì chữ đâu đặt đó. Ví dụ như mình tên là Sang, đặt tên Trọng. Sang Trọng. Người đó tên Thình, đặt tên Mẹo. Ví dụ đó, người đó tên là Nguyễn Văn Thình, pháp danh là Tâm Mẹo. Chữ đâu đặt đó. Bây giờ mình nhìn lại cái pháp danh của mình, có nó xấu như chữ Mẹo, chữ Tí không? Thành nữ ra nhiều khi mình không hiểu được cái nghĩa của cái chữ đó thì mình nghĩ là xấu. Chứ thật ra cái nghĩa nó không có xấu. Nhưng mà tại vì đôi lúc cái chữ đó là tiếng Hán, mà mình không có hiểu được cái nghĩa thì mình cho là xấu. Còn ví dụ mình không có thấy cái pháp danh đó mình thích, thì mình trực tiếp mình gặp vị thầy đó, cái thầy mà đặt tên cho mình đó. Mình trình bày là con không mấy gì happy cái tên của con, thì xin thầy cho con pháp danh khác, chứ không cần quy lại. Trường hợp quy lại là mình quy hồi nhỏ xíu mình không có ý thức gì hết. Bây giờ mình quy chữ lại, đây nghĩa là mình renew, mình nghe lại cái phần đó, để cho cái phần giới đó, cái lễ quy đó nó tác động vào trong tâm thức của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình không thích cái pháp danh đó, cái mình xin quy lại, thì cuộc đời này chắc một năm không biết quy mấy chập. Nhưng mà thường thường có nhiều thầy người ta hay khỏi mất công ta đặt, phải không? Người đó tên gì đặt chữ đó luôn. Thí dụ như giờ Phật tử đó tên Trang là Diệu Trang. Phật tử đó tên Xuân đặt Diệu Xuân, tức là tên của họ đặt vô pháp danh họ luôn. Trừ khi nào tên có những người lớn lên, thí dụ như họ tên là Nguyễn Văn Tý, không lẽ Diệu Tý, thì thầy đó phải kiếm chữ khác thầy đặt. Nhưng mà ngày xưa có những thầy tên đâu là đặt đó. Ví dụ như tên Thuận đặt là Hòa, tên Thảo đặt là Hiếu. Cứ chữ như vậy đặt cho nó dễ. Vì vậy cho nên là có những cái vị đó tên là Hà, pháp danh là Minh Bá. Thì tên đâu đặt đó mà. Ví dụ như người đó tên là Võ Trung Nguyên, pháp danh là Diệu Si Nguyên Si. Thật là quý vị nhớ là có nhiều vị ta chữ đâu đặt đó. Có câu đó, cô tên Lê đặt Lụ, tên Lúa đặt Thơm, Lúa Thơm. Thành thử ra nếu mình có những vị đặt như vậy, có những vị thì dùng chữ tiếng Hán. Hồi xưa còn biết có một vị hòa thượng là khi ngài lấy pháp danh là ngài lấy nguyên cái cuốn kinh ra ngài đặt.
Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ, là mỗi chữ trong kinh Di Đà ngài đặt. Diệu như, diệu thị, diệu ngã, diệu văn, diệu nhất, diệu thời, diệu Phật, diệu tại, diệu xá, diệu vệ. Đó, chỉ mỗi chữ trong kinh lấy ra chữ đặt. Thời pháp danh là một cái tên gọi trong Phật pháp. Và dĩ nhiên thường thường là các thầy đều suy nghĩ một cái tên nào cho nó có ý nghĩa để đặt cho Phật tử. Và khi mà mình nhận được một cái pháp danh á, nếu mình không hiểu mình nên hỏi vị đó cái nghĩa đó là gì, thì có thể vị đó giải thích cho mình nghe cái nghĩa tên của mình. Sau khi mình hiểu rồi là có thể mình không còn thắc mắc. Nghe không? Mình đừng có nghe lời những người xung quanh là tên gì xấu quắc. Không? Mà mình phải nên trực tiếp hỏi vị thầy đặt pháp danh cho mình cái nghĩa đó là gì. Còn sau khi thầy giải thích mà mình vẫn chưa hài lòng thì nếu mình muốn nữa thì trực tiếp mình thưa vị đó để vị đó có thể đổi pháp danh cho mình. Đó là trường hợp tùy mình thôi. Chứ còn ngày xưa thì thời Phật không có đặt pháp danh. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đó là những tên thật của các ngài. Ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Nan Đà. Khi các ngài sinh ra thì cha mẹ đặt tên như vậy, thì khi các ngài đi tu, các ngài cũng tên đó, chứ không có đổi pháp danh. Rồi sau này, bây giờ Phật giáo Nam truyền người ta cũng có một số cũng đi theo cái tinh thần là đặt pháp danh, nhưng mà lấy tên của các vị tôn giả thời Phật đặt, giống như bên Thiên Chúa vậy đó, đặt Maria, Teresa, Joseph, thì ở bên Nam truyền các vị cũng đặt như vậy đó. Pháp danh là Mulagana, Ananda, Rahula, tên của các vị thánh tăng thời đó. Chỉ có riêng Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta đặt một cái pháp danh, cũng giống như bên Tây Tạng cũng có đặt pháp danh. Một câu hỏi kế là nắm bắt thực tại, nhưng thực tại là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ, làm sao nắm bắt được? Mình không có cần nắm bắt. Cái mình tu tập là mình nhận diện chứ không có nắm bắt. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mình lấy cái dùi mình thỉnh tiếng chuông, nghe tiếng chuông và tiếng chuông đã hết, nhận diện đơn thuần. Tại vì sao? Tại vì tất cả cái gì nó cũng đều quá khứ hết. Bằng chứng là có một câu chuyện, thì quý vị biết là thường thường mình ăn sáng á, chúng ta thường gọi là điểm tâm, phải không? Thì một hôm nọ có một vị hòa thượng á, gánh một cái gánh kinh kim cang đi ngang một cái quán bán đồ ăn sáng, bán breakfast. Thì hòa thượng vô trong cái quán đó và gọi bà chủ, nói: bà chủ, cho tôi một món điểm tâm. Mà theo chữ điểm là chỉ chấm tâm, cái tâm của mình. Thì hòa thượng hỏi cái vị bà chủ bán đó cũng là một người tu tập á, cho nên bà hỏi hòa thượng: hòa thượng đang gánh kinh gì? Thì vị hòa thượng nói: tôi đang gánh kinh kim cang. Thì bà già bán thức ăn mới nói: ô, hòa thượng gánh kinh kim cang hả? Vậy thì tôi xin hỏi hòa thượng một câu trong kinh, nếu hòa thượng trả lời được thì bữa ăn sáng này miễn phí, hòa thượng trả lời không được thì phải trả tiền. Thì hòa thượng nói: dạ xin bà hỏi. Thì bà già mới hỏi rằng: quá khứ tâm không thể đắc, hiện tại tâm cũng không thể nắm bắt, vị lai tâm cũng không thể nắm bắt, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, vậy hòa thượng điểm tâm nào? Mà hòa thượng kêu là điểm tâm không trả lời được. Vậy thì ở đây cũng vậy, tất cả là một dòng chảy, chúng ta không nắm bắt gì được hết á. Mà cái chúng ta chỉ có thể làm là sống trong hiện tại, nhận diện mỗi cái hiện thực. Ví dụ như á,
Bây giờ á, mình ở cái tuổi 50, bao tử mình bắt đầu nó không khỏe. Nếu mình ngồi mình nói trời ơi, sao hồi tôi 30 tuổi tôi khỏe quá, ước gì tôi được cái bao tử khỏe như hồi 30 tuổi. Nói hoài mà có được không? Không. Vì cái 30, đã biết rằng 30 tuổi với 50 tuổi là nó một trời một vực. Thưa đại chúng, khi mình ở cái tuổi 50 trở lên rồi là mỗi năm sức khỏe mỗi khác, chứ không phải là đợi tới vài ba năm nữa. Mà lên tới hàng 6, hàng 7 là lại càng rõ hơn nữa. Thì không thể nắm bắt một cái gì. Cho nên Đức Phật nói trong kinh người biết sống một mình á, thế nào là người sống về quá khứ? Nghĩ rằng hình thể tôi đã từng như thế, tâm tư tôi từng như thế, nghĩ như thế và đắm chìm cái quá khứ đó, thì người đó gọi là sống với quá khứ. Hiện tại tôi là như thế này, hiện tại tôi như thế kia, và nắm cái đó chặt không muốn buông, thì người đó cũng phải không phải là người biết sống một mình. Và người đó sống bằng cái tâm tưởng tượng mà không thật. Mà chúng ta phải sống và nhận diện những cái gì. Ví dụ như hôm qua là đã xong rồi đó, và bây giờ đây là 3 giờ rồi, chuẩn bị 4 giờ, 5 giờ là chúng ta tan hàng đi về. Trên đường lái xe về, trời ơi tiếc quá, mà lúc mình đang sống với 3 giờ mình không sống. Giống như giờ này đang ngồi đây là bắt đầu nhắm mắt liêm diêm thiền định. Lát 4 giờ về ngồi tiếc, nên nãy ông nói gì tôi nghe. mình không có nhận diện. Chờ cái chúng ta đang sống là phải nhận diện đơn thuần. Khi mà chúng ta đang ở đây thì chúng ta lại nghĩ chỗ khác. Bây giờ đang ngồi đây thì lại lo là thứ bảy chủ nhật này thầy ở đâu tôi tới. Nhưng mà trong khi em ngồi đây thì không hưởng. Đợi tới thứ bảy mới hưởng. Rồi cái thứ bảy biết mình được hưởng không là nói alo, I'm sorry. Tôi có một cái commitment khác. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cái nào chúng ta cũng không nắm được. Một tiếng chuông đánh lên là thành quá khứ liền. Một lời nói phát lên là thành quá khứ liền. Cho nên chúng ta chỉ nhận diện những gì đang xảy ra, mà chúng ta biết rằng không có gì chúng ta nắm được. Cho nên mình không có nắm bắt cái gì hết đó. Pháp Hòa có làm một bài thơ trong một cái bữa trăng sáng. Mà lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ lắm, khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, chắc khoảng 17, 18 á. Thì bài thơ như thế này. À lúc đó đang học high school nha. Năm đó học lớp 8. À xin lỗi, lớp 10, lớp 11 gì đó. Ô kìa ánh trăng vằn vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt giành trăng sáng lô nhô. Trăng giỏi dưới nước. Rồi nguyên một đám trẻ nó thấy trăng, nó nhào xuống đó, nó làm gì? Nó giật trăng, được không? Không được. Ô kìa ánh trăng vằn vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giật giành trăng sáng lô nhô. Tranh hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng, thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Suốt một buổi mệt mà vẫn chưa được gì hết. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Tranh chi vần trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vần trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giật giành. Bài thơ đó Hòa làm hồi khoảng lớp 11. Thì một hôm mình thấy một cái cảnh là trong một cái cảnh quay phim vậy đó, trăng nó sáng thì con nít nó nhào xuống, nó ôm, nó giật những cái vần trăng dưới nước. Thì mình ví như cuộc đời này có những cái nó như ánh trăng soi với mặt nước vậy thôi à. Thì cái đoạn cuối mình nói, ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Bài thơ đó Pháp Hòa đặt cái tên là Vọng Nguyệt.
Chữ vọng đây là không thật. Vọng là đối lại với chân. Nguyệt là mặt trăng, vọng nguyệt là trăng không thật. Cho nên chư tổ mới hay ví dụ á, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển lời dạy của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái quan trọng là chúng ta thấy trăng và đừng lầm ngón tay này là trăng. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả những gì chúng ta đang học, đang nói, có phải là ngón tay chỉ trăng không? Phải không? Đúng. Đó là ngón tay chỉ trăng thôi. Mình đừng có lầm cái ngón tay đó là trăng. Ngón tay chỉ là một cái phương tiện chỉ cho mình thấy trăng. Thấy trăng mới là cái điều chúng ta cần. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta có nói gì đi nữa cũng chỉ là ngôn từ để chúng ta tạm nhận ra một cái gì đó trong cuộc sống. Vì vậy mà chư tổ thường dùng cái từ ngôn ngữ đạo đoạn. Nếu muốn nói đạo mà dùng ngôn ngữ một chữ nào nói lên là chúng ta đã lìa với cái đạo rồi. Tại vì đạo là cái chúng ta nhận chứ không phải chúng ta nói. Nhưng mà giờ ông nói sao ta biết? Phải tạm nói. Vì vậy có câu thứ hai: văn dĩ tải đạo. Văn chương là chuyên chở cái đạo lý. Cho nên có những vị người ta đến hỏi đạo, các ngài không có trả lời. Không phải các ngài khinh thường, vì ông muốn hỏi tôi đạo, mà đạo thì không thể, ông chỉ nhận chứ không thể dùng ngôn từ để nói. Nhưng mà các ngài nói là bởi vì vì lòng từ mà nói. Chứ có nhiều vị kể lại cuộc đời tu của mình, các vị hay dùng cái từ này. Chư Phật ba đời đến đi không dấu vết, các tổ thị hiện ở đời này làm việc không lưu lại một dấu vết gì. Thậm chí người ta phát hiện tông tích của mình còn chạy đó. Như hôm nay tôi nói cuộc đời tôi để cho các vị có một điểm gì đó, biết đâu quý vị nương theo một vài điểm của đời tu tôi mà các vị tiến bước. Chứ còn thật sự ra ngôn từ, mình nói từ nào cũng trúng hết á. Chứ có một vị hòa thượng nói gì cũng không trúng mới trúng, đúng không? Tại nói cái gì, tại vì cái gì nói cũng chỉ là tạm nói. Ví dụ giờ nè, mình nói cái này là cái chuông, tại vì mình là Phật tử thì mình gọi đây là cái chuông. Nhưng nếu cái này mà cho một anh Mỹ, anh nói cái tô, cho một người khác ta nói cái nồi, cho người khác người ta nói cái chậu trồng cây. Thà nữ cái này, cái chuông là nó tùy với ai? Tùy với Phật tử. Cái nồi là đối với người nấu ăn, cái chậu là đối với người trồng cây. Thà nữ nói nào cũng trúng hết. Vậy thì cái chữ chuông mà chúng ta nói cũng chỉ là một chữ để nói với đối tượng nào thôi, chứ nó không phải là chân lý. Mà chúng ta hiểu được cái điều này á, thì trong cuộc sống này chúng ta sẽ nhẹ hơn nhiều. Hồi nhỏ lúc mình gây lộn với hàng xóm mấy đứa nít á, nó đem tên mình ra nó chửi chập, cái mình nói, ê mày làm gì mày nói tao hoài vậy, ai nói mày, tao nói năm trên trời mà. Không biết quý vị nhớ hồi nhỏ gây lộn với mấy đứa nít hàng xóm, mình kêu nó mình chửi đã đời, cái lợi nó kiếm chuyện mình, nó gây, nó tao đâu nói mày, tao nói 7 trên trời, 5 trên trời. Tại vì mình dính với cái danh, mình dính với cái tên mà mình ấy. Nhưng mà thí dụ người ta kêu là thằng 7, thằng 5, trên đời này đâu có phải mình tên 5, tên 7 đâu. Hàng triệu triệu người tên 5, tên 7. Nhưng mà tại vì mình nghe cái mình nghĩ mình khổ là ngay chỗ đó. Hai người ta đang ngồi rù rì, ta nói, ta thấy mình đi ngang, ta nín, ta không nói, rồi đi vô bực rồi đó. Nó lén tôi bởi thấy tôi đi ngang nín. Khổ không? Mình không có chắc gì, mình đặt cho người ta cái đó. Cho nên á, thủy chung á, mọi pháp xung quanh mình á, bản chất nó không có gì khổ đó. Tại mình không có nhận ra nó là mình không có nhận ra bản chất của nó là khổ. Chứ cái gì mình cho nó là chân lý, mình nắm bắt.
Cho nên Phật cũng dạy mình đó, y kinh giảng nghĩa mà tam thế Phật quan, chư tổ hay nhắc vậy đó. Y như kinh mà nói là nói quan chư Phật ba đời. Tại vì sao? Phật mà có nói gì là cũng tạm thời tùy theo đối tượng đó mà nói thôi. Thí dụ như á, một đứa con nít nó còn nhỏ quá, rồi mình lại mình nói ráng sống đàng hoàng nha, trước sau con cũng chết. Một đứa con nít mình có cần phải nói tới chân lý kiểu đó không? Không cần. Nhưng mà mình nó hỏi bà ơi bà con có chết không? Nó không, con còn sống khỏe lắm. Sao mình nói trật chân lý vậy? Bởi vì đối tượng đó là một đứa con nít, nó không đủ khả năng nó tiếp nhận cái sự chết sống trong cuộc đời, sự đau khổ, nó chưa đủ tuổi để nó hiểu cái đó. Cho nên mỗi đứa con nít mà thấy ông ngoại nằm, ông sao ông ngoại nằm đó đi, mình nói sao, ông ngoại con đang ngủ. Nó biết cái chữ chết là gì mà nói. Thật ra nếu mình nói là, nếu nói mà nói nó ngủ, mình nói như vậy là vì đối tượng mà nói, thì cái người khác không hiểu, trời ơi ông này nói sai chân lý. Chân lý là phải nói thật cho nó biết là cuộc đời này chết. Chân lý mà nói không đúng đối tượng thì chân lý đó coi chừng nó làm khổ chúng sanh. Cho nên đôi lúc mình sẽ bị nói oan cho Phật. Cho quý vị thấy không, có tại sao cũng có câu trả lời mà có khi Phật nói với người này, Phật nói với người kia khác. Quý vị nhớ câu chuyện mà đọa làm chồn không? Có một vị tổ hỏi, có một người ta hỏi ngài là con chó có Phật tánh không? À xin lỗi, người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Thì một người, thì đối với cái câu hỏi đó thì ngài mới nói là không. Nhưng mà cái chữ không ngài nói đâu có nghĩa là ngài nói không nhân quả đâu. Nhưng mà ngài nói chưa rõ, cho nên lần sau ngài bị, ngài phải đi ngài đọa làm chồn. Cái vị trả lời đó đọa làm chồn. Và sau con chồn đã phải hỏi vị tổ khác là người tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì vị tổ khác phải trả lời là bất không mê lầm về nhân quả. Nếu mình nói là không, đôi lúc người ta sẽ hiểu lầm. Chữ không đó nó nguy hiểm. Phải nói anh không mê lầm. Ví dụ như nè, mà hỏi vậy nè, người tu còn tham không? Trả lời không là trật á. Mà phải nói là sao? Tiết chế cái tham. Tham còn chứ. Ví dụ như thầy xây chùa, thầy cũng không cần tiền hả? Thầy đói bụng, thầy cũng tham ăn hả? Còn tham, nhưng mà cái người tu là thấy rõ cái tham, chứ không phải là không tham. Tôi nói người tu hành còn sân không? Còn sân không? Còn. Nếu mà nói người tu hành không sân, cái này nguy à. Bữa nào mình nổi sân, nó nổi ủa gì đây? Không. Và nếu nói rõ là người tu hành không mê lầm cái sân, có đôi lúc nổi sân mà để thị hiện chứ không phải là thật sân. Tại vì đôi lúc mình phải thị hiện cái tướng đó đó. Thì để làm chi? Để độ cho một chúng sanh nào đó. Ví dụ như một hôm Phật ngồi á, Phật đang ngồi thuyết pháp mà có con nai nó đang ngồi gần Phật vậy đó. Phật lấy cái cây Phật đánh vô con nai một cái thật mạnh, con nai nó hoảng hốt nó chạy. Ngay lúc đó mình nhìn cái hình ảnh đó Phật dữ quá. Nói bữa nay sao Phật dữ hơn ngày thường. 5 phút sau họ thấy cái người mà đi săn con nai đi tới. Chừng đó họ mới hiểu lý do tại sao Phật thị hiện cái tướng dữ đó. Vì Phật thấy cái người thợ săn đi tới. Nếu Phật không làm cho con nai hốt hoảng để nó chạy thẳng vô rừng thì nó đã sẽ chết với tay của người thợ săn này. Như vậy thì cái tướng dữ của Đức Phật trong lúc đó là thị hiện chứ không phải là thật dữ. Thị hiện là gì? Là cái pretend. It's not real. Sometimes in life we need to pretend something else. Cho nên thí dụ như Phật có chết không? Phật có chết không? Vẫn chết như thường. Nhưng mà cái chết của Phật có khổ như cái chết của chúng sanh mình không? Không. Cho nên chúng ta gọi Phật là thị hiện chết. Thật sự Ngài chết đó. Nhưng mà Ngài chết không có khổ như mình.
Mình là trời ơi khổ đủ thứ, để di chúc chưa chắc ăn mà phải kiếm luật sư, làm đủ thứ hết, hỏi mình con nhiêu? 5.000. Tại vì mình sợ nó tranh giành cái của đó. Rồi thậm chí rồi còn tranh giành cái chuyện gọi là chôn hay là thiêu, để cốt hay là không để cốt, gửi chùa hay gửi chiền. Đủ thứ hết. Rồi thậm chí là mình chết mình muốn đi về tới Việt Nam, đem xác về Việt Nam á, rồi làm cái ta đám cho thật là lớn, càng tây càng ta cho rình ràng lên. Cái chết của mình nó khổ quá. Còn các ngài là các ngài vẫn chết nhưng mà ngài không có khổ về cái chết. Hai cái tâm trạng đó khác. Cho cái người mà vẫn chết là chết trong niết bàn đó, là vì họ không có khổ với cái chết, vì họ biết nó là thật vậy rồi. You cannot run away from it. Cho nên ngài chết nhẹ nhàng gọi là chết của niết bàn. Và chết nhẹ nhàng gọi là thị hiện. Cho nên trong thập nhị nhân duyên nha, trong thập nhị nhân duyên á là vô minh, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, vân vân, một dòng chuỗi của luân hồi sanh tử. Nhưng mà người đi theo cái hàng dọc vậy nè, nhưng mà người tu á đi hàng dọc là đi về, người tu là đi ngang. Anh là vô minh, anh tu làm sao mà cho minh á. Cho nên khi mà mình cái bị sanh tử thì không phải là sanh tử mà là thị hiện của sanh tử. Mình làm cha mẹ đôi lúc mình đâu có phải không thương con đâu, nhưng mà thị hiện. Nó đợi mà lúc mà có khách nó chạy vô chạy ra, nó xin ăn xin đi chơi. Nó làm rối lên cái mình trợn mắt nó một cái, nó tè tè nó đi xuống. Vậy thì cặp mắt đó là cặp mắt gì? Thị hiện. Chứ mình có ghét bỏ gì con mình đâu. Có cái ông đó, ổng dạy lớp học đó, mà đứa nhỏ nó cứ chạy tới chạy lui, mà hễ có lớp đó, là nó chạy ra. Thưa thầy, cho con đi tiểu mà nó xài cái tiếng thường dân á. Ổng nghe nó thô quá, ổng mới nói dặn nó lần sau á, lớp mình mà có khách tới thăm, con muốn cái gì á, đừng có nói là con cần đi tiểu, con phải nói là con cần đi hát. Là thầy hiểu con muốn đi đâu, thầy cho con đi. Nó về nhà, ba nó đang ngủ nửa đêm vậy, nó giật với ba vậy, ba, con muốn hát. Con muốn hát. Ông nói trời ơi, tối khuya rồi hát hò gì giờ này con, ba không cho con hát là con chết. Ông nói thôi mệt con quá, hát gì hát nhỏ nhỏ bên tai ba nữa. Thế đó là quần nó hát ngay lỗ tai à. Vậy thì quý vị có thấy được cái chỗ mà nói là tất cả chúng ta không có nắm bắt được, và chúng ta chỉ nhận diện. Ví dụ như bây giờ mình già kéo lại tuổi trẻ được không? Không. Đó, kéo được, kéo lâu rồi đó. Me too. Thì có một bà cụ đó, bà làm một bài thơ mà bà đọc cho bà nghe một lần, bà nhớ tới giờ, hồi bà còn nhỏ luôn. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Đó là nuối tiếc quá khứ phải không? Cho nên mình có một cái bài thơ sống, quý vị nhớ bài đó không? Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Rồi thì có một người khác cũng đối lại chữ sống với chữ chết. Chết là chết nhưng mà không thật chết. Rồi sao đối lại chứ? Sống không giận, không hờn, không quán trách.
Sống chết không khổ, không buồn, không nuối tiếc. Chết mỉm cười như rụng cánh hoa mai. Chết là chết như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Cái điều này nó rất là đúng, là tại vì cha mẹ mình có mất đi nữa, đó là chết thôi, chứ tâm dòng máu của cha mẹ vẫn còn trong ta. Tình thương lời dạy của cha mẹ vẫn còn trong ta. Cho nên chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là hết nhưng mà không, chết là chết mà không có chết. Cho nên ta chết là chết, ta không hề sợ chết. Thí dụ vậy. Câu thứ hai. Quán 12 nhân duyên, xin thí dụ cụ thể làm sao quán 12 duyên và có mấy cách quán. Thì quán chè cũng quán, quán xôi cũng quán, quán nhậu cũng quán. Thưa đại chúng á, 12 nhân duyên là một cái chuỗi chằng chịt để nói lên cái sự luân hồi liên tục của chúng sanh. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người ta hay bắt đầu từ chữ vô minh. Do vô minh cho nên con người mới đi tới những cái hành hoạt, gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành á, nó làm cho mình sanh ra những cái nhận thức, là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Từ cái nhận thức này chúng ta sanh ra những cái danh và cái sắc. Thế nào gọi là danh sắc? Cái này chúng ta nhận ra cái sắc, rồi chúng ta đặt nó cái tên là gì? Hoa hồng. Vậy thì cái khổ của chúng ta là dính vào cái danh và cái sắc. Ví dụ như mình, sắc tôi là đẹp, sắc tôi là như thế này, là cao nè, là vừa đẹp nè, thì mình dính vào cái danh là tên gì đó và đẹp. Thí dụ vậy đó. Cho nên đi theo cái dòng luân hồi là vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, là sáu cái dính mắc của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, vân vân. Thì bây giờ á, cái đây là một cái ví dụ để mình quán. Rồi chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống này á, tất cả là một cái sự tương duyên. Chữ quán này là gì? Là chúng ta nhìn sâu để nhận rõ các pháp, các việc. Đại chúng mình thường gọi cái đây là cái hoa hồng. Nhưng mà cái người mà người ta quán kỹ về cái hoa hồng thì người ta thấy rằng hoa hồng này được làm bằng những thứ không phải là hoa hồng. Ví dụ như nếu không có đất thì làm gì có hoa, không có nước thì làm gì có hoa, không có nắng thì làm gì có hoa. Cho nên hoa hồng này được làm bằng những thứ như là đất, nước, không khí, ánh nắng mặt trời, vân vân. Vậy thì đây là cái quán. Quán là nhìn sâu vô cái hoa hồng để thấy rõ hoa hồng này chỉ là một sự tương duyên của các thứ khác, chứ thật chất một mình nó không thể có mặt. Cái này gọi là quán nhân duyên nè. Ví dụ như mình có một gói trà, làm ra ly nước trà. Nhưng mà nếu cái người quán nhân duyên sâu sắc thì thấy rằng hoàng thấy rằng á, nếu không có nước sôi không thể có trà, nếu không có điện nấu không thể có nước trà, không có lửa thì không thể nấu nước sôi. Và nếu quán về trà thì cây trà cũng mọc từ cái cây trà, do nước, do đất, do nắng, tất cả mọi duyên. Thậm chí cái người trồng trà, và người trồng trà từ đâu ra? Quán nhiều thấy trời ơi, một ly trà mà quá chừng trùng trùng những cái duyên trong đó. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là ly trà đó, nó được tạo thành bởi rất nhiều những nhân duyên, nói cách khác là những yếu tố, chứ đâu phải mình nó có mặt. Nói
cuốn sách này là do tôi viết. Nói vậy là nói nghe để mà tạm hiểu thôi, chứ còn phân tích kỹ thì mình không thể một mình mà viết được một cuốn sách nào hết. Bây giờ không ai làm ra giấy thì lấy gì mình viết? Không ai làm ra mực, lấy gì mình viết? Và trong khi quá trình mình ngồi mình viết lách đó, ai nuôi cơm mình? Rồi cơm đó từ đâu ra? Trời ơi, mà quán thôi trùng trùng điệp điệp. Hồi nãy là quý vị ăn cơm gì? Cơm tấm. Rồi gì nữa? Bì. Rồi gì nữa? Chả. Đó. Rồi chiều nay về lấy cơm, tấm, bì, chả ra quán. Chả không thể làm nếu không có bún tàu, không có nấm mèo, không có đậu hũ. Phải không? Rồi đậu hũ làm từ gì ra? Đậu nành. Ai xây đậu nành? Rồi quá trình trồng đậu nành, nấm mèo mọc sao? Ai hái nấm? Ai ngâm nấm? Ai cắt nấm? Rồi cái bà cắt nấm đó ai đã ai sanh bả ra? Quán trùng 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 điệp điệp. Phải không? Rồi quán nhân duyên mà. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ chả mà có sẵn mà không có tập hợp bữa nay làm gì có món chả? Thành thử quý vị, quý vị sẽ thấy rằng á, dễ thương không? Quý vị đừng coi thường mấy hình ảnh này nghe. Vài năm nữa là mình làm được không? Chưa chắc. Đúng không? Mình mà buồn ngủ cái là lẹ lẹ đi liền. Ngồi đó mà không cảm thấy dễ chịu là đi liền, chứ còn đâu biết vậy. Xin Phật cho con đi một chút. Đừng coi thường à. Mình thường thường là nó bức bách cái là đi liền. Không? Cho nên đó, đó là quán đó. Thí dụ mình giận ai á, mình nói nếu mình làm sao, mình trách người ta đó, nếu mình đặt mình vô cái trường hợp đó rồi mình sẽ làm sao, mình có ứng xử vậy không hay là mình tệ hơn. Đó là quán. Cho nên quán nhân duyên chỉ là một pháp, còn vô lượng vô số những cái quán khác để chúng ta giải thoát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như mình nói á, tại sao mà nó nóng nảy nó chửi? Nó mới chửi thôi chứ gặp mình không chừng mình đánh luôn á. Tại vì có lúc lúc mình còn hơn người ta mà mình không biết. Và để thông cảm cho người ta đó, mình hãy lấy mình đặt vô cái trường hợp của người ta để thông cảm cho người ta, để tha thứ cho người ta. Còn muốn thương người ta đó, lấy người ta làm mình. Tại vì đa số mình thương mình. Cho nên á, quán nhân duyên nghĩa để làm gì? Để diệt đi cái vô minh, cái si mê. Cho nên cái người tu thập thiện á, tham sân si đó, hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, giảm tham thì tu cái gì? Biết đủ, tri túc. Giảm sân là quán từ bi, giảm si là quán nhân duyên, lấy trí tuệ quán nhân duyên. Không có cái gì mà nó có thể có mặt một mình đó. Ông Trịnh Công Sơn có bài thơ, bài hát: không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng. Phải không? Hàng đã hòn đá lăn trên bờ, hòn đá rớt xuống bờ ao gì đó. Đó là bài ý nghĩa của sự tương duyên. Và trong cuộc sống này tất cả đều tương duyên. Thí dụ nếu Pháp Hòa không đến đây hai ngày nay thì chúng ta không có cái tổ chức này. Rồi bây giờ nếu Pháp Hòa có tới đây mà quý vị không có tới thì lại Pháp Hòa nói với ai? Như vậy Pháp Hòa cũng phải nhờ đại chúng. Cho nên sự hiểu biết của quý thầy, và quý thầy thường quý vị gọi quý thầy là các thầy giảng sư, nhưng mà nếu mà thầy giảng sư mà thành giảng sư mà không có thính chúng thì giảng với ai? Mà thành sư thành với ai? Cho nên thính chúng nuôi giảng sư, giảng sư nuôi thính chúng. Mà nhờ có thính chúng cho nên ông thầy ông phải chịu khó nghiên cứu. Ông nói lại cho mình nghe, mà trước khi ông nói cho mình nghe, ai hưởng trước? Ông hưởng trước. Ông mở mang cái hiểu biết của ông trước, cho nên ông phải cảm ơn thính chúng dữ lắm. Không có thính chúng không làm được chuyện gì hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy được cái sự nhân duyên hết. Không, bây giờ quý vị nhìn tất cả mọi thứ, mọi vật trên đời này,
chớ hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, là cuộc sống này á, là chúng ta quán quán chiều dọc, xong rồi quán chiều ngang, gọi là dọc ngang á. Quán dọc là vậy đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, nhưng mà thật sự ra đi ngược lại cũng được nữa. Nếu nói là vì chúng ta có cái sự sống của cuộc đời này, cho nên chúng ta bắt đầu mới sanh khổ lụy, nói ngang vậy cũng được nữa. Tức là mình trong một cái mà nó có những cái khác, chứ không phải không cần nhất thiết phải đi từ cái 1 xuống tới cái 12, mà chúng ta bắt ngang một cái nào chúng ta đều nó có nằm trong đó hết. Ví dụ người ta thường nói là chánh kiến rồi mới chánh tư duy, nhưng mà có một vị thiền sư ngày dạy là chánh niệm sẽ giúp cho mình có chánh tư duy. Tại vì chánh niệm là sự nhận, là sự cảm nhận những gì đang xảy ra, và khi chúng ta có chánh niệm thì giúp cho mình có chánh ngữ, phải không? Chánh niệm là có chánh ngữ, mà chánh niệm sẽ giúp cho mình có chánh nghiệp, chánh niệm giúp cho mình có chánh mạng, chánh niệm giúp cho mình có chánh tinh tấn. Thì trong cái chánh niệm nó có tất cả các cái chánh khác. Và ngược lại, một tà niệm cũng sẽ bị những cái khác nó lôi cuốn. Thí dụ như là tà niệm mà có rồi thì sao? Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng gì nó sanh ra. Cho trong này nói là quán 12 nhân duyên, là mình thấy các duyên này nó ảnh hưởng tới duyên kia. Cây hoa mà mình cắt nó lên khỏi cái cành hoa ở mặt đất rồi thì phải có nước để nuôi nó, không có nước là nó chết. Và bây giờ mình lấy nó ra như vậy, mình để nó đây nó cũng sống vậy, nhưng mà cái sự sống nó ngắn hơn là nó ở trong nước, vì nó thiếu duyên để nó sống. Mình đây nè, bây giờ mà qua Tây Tạng cái là thở không nổi, tại vì mình ở trên Tây Tạng rất là cao và mình không đủ ở sức là nhức đầu, có người xỉu luôn. Bây giờ muốn thở nổi phải làm cái gì? Kiếm cái bình oxy vô, thấy không? Bây giờ mà ai bóp mũi mình để chừng 5 phút thôi là có thể mình chịu không nổi á, là há miệng ra thở liền. Mà nếu mà ai bụng miệng mình bóp mũi mình luôn nữa thì cái sự chết nó dễ dàng. Cái tiếp duyên cho cái đó. Ồ, trùng trùng. Cho nên hồi sáng quý vị tụng á, nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất vậy đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên sen báo phóng ra hào quang, mỗi hào quang có hoa sen nghìn cánh, trong mỗi cánh sen có hóa Phật, nói liên tục, trong cái này nó sanh cái kia, sanh kia, trong cái kia nó sanh cái nọ. Đó là một hình ảnh để biểu tượng trùng trùng duyên khởi, nói không cùng không tận. Và bây giờ chúng ta đã hết giờ, thì chờ để mình có một cái tiết mục khác, hoặc là những vị ở xa có phải đi về thì ngày mai còn đi làm. Thì trước khi chấm dứt thì trước hết là con xin cảm ơn thầy trụ trì, quý Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo ở tu viện Giác Ngộ đây đã chịu khó chịu nhọc tổ chức cho chúng con được 2 ngày sinh hoạt như thế này. Quý vị thấy dù 2 ngày quý vị về đây sinh hoạt, chứ nếu mình nhìn quán thì mình thấy rất nhiều công việc chăm chút, chứ không phải là bình thường, thấy không? Việc gì mình nhìn, mình bằng cái nhìn sâu sắc, mình đều thấy có sự lao nhọc trong đó. Và chính thấy như vậy cho nên tất cả cái gì mình nhận được mình đều trân quý hết và không dám xem thường. Và quý thầy ở đây cũng như là quý Phật tử đã lao nhọc để chuẩn bị cho mình 2 ngày. Và trong thời gian Pháp Hòa ở đây 2 ngày, đại chúng cũng không quản ngại 2 ngày làm việc của mình đường xa, hy sinh cả giờ làm, hy sinh cả thời gian đi tới đây và chịu cùng chung tu tập trong 2 ngày này, cũng đủ nói lên cái tấm lòng thương mến của quý vị cho bản thân Pháp Hòa, cũng như là cho Phật Pháp, cũng như là cho đạo tràng ở đây. Xin ghi nhận tất cả và cảm ơn tất cả. Chúc nguyện cho đại chúng luôn được an lành, khỏe mạnh. A Di Đà Phật.